Thưa quý vị, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho lực lượng công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, chợ Tết Công đoàn Tây Ninh năm 2024 có thể nói là đã khép lại thành công. Lễ bế mạc phiên chợ đang được diễn ra tại nhà thi đấu thể thao Tây Ninh và hiện tại thì phóng viên Anh Thảo đang có mặt trực tiếp tại hiện trường sẽ gửi đến chúng ta những thông tin cũng như là không khí của lễ bế mạc. Xin được mời phóng viên Anh Thảo. Khoát tay ha. Xin chào phát thanh viên, xin chào quý vị khán giả. Thì hiện tại anh Thảo đang có mặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Nơi đây đang diễn ra lễ bế mạc chợ Tết Công đoàn năm 2024. Thì trong 3 ngày diễn ra chợ Tết Công đoàn năm 2024 đã thu hút đông đảo công đoàn viên, người lao động cũng như là người dân trong khu vực thành phố Tây Ninh và các khu vực lân cận đến đây để tham quan và mua sắm. Thì được biết là có 2.500 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng một phiếu, 1.100 phần quà miễn phí và 1.600 suất quà được trao tặng cho người lao động có tai nạn lao động cũng như là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với công đoàn viên và người lao động. Thì sau 3 ngày diễn ra chương trình chợ Tết Công đoàn, càng thêm gắn kết với lại công ty, đơn vị cũng như là doanh nghiệp của mình, cùng thực hiện ra những sản phẩm cho doanh nghiệp, đơn vị của mình, góp phần cùng với lại tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của năm 2024. Anh Thảo, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đang trực tiếp từ hiện trường ạ.